Okay, xin chào, hôm nay mình xin giới thiệu một cái cách chế biến của cái món của cái củ cải muối. Đây là cái củ cải muối. Đây là cái củ cải muối. Thì mình lấy ra đây thì cái thành phần nguyên liệu nó cũng đơn giản thôi, tức là đây. Đây là ớt, chanh với cái củ cải muối. Đấy, ớt, chanh, củ cải muối, ba cái thành phần chính. Thì cái ớt ấy, thì mình có thể sử dụng cái ớt sừng, ớt sừng hoặc là cái tương ớt. Này là cái tương ớt, nó cũng tương đương với nhau. Đấy, ớt sừng hoặc cái tương ớt, nhưng mà hôm nay là để mình làm theo là cái ớt sừng. Còn cái chanh á, chanh là chắc cái nó tạo chua, nó cân bằng cái vị chua, thì mình xài chanh là chanh giấy rất là thơm ngon, hoặc là mình có thể xài cái dầu giấm, hoặc là mình có thể xài cái giấm chuối. Cân bằng cái vị ngọt á thì mình xài cái đường thanh dịu. Thì cái cách làm của mình nó rất là đơn giản, nó cũng gọi là dân dã thôi. Thì do là mình làm mình ăn á, cho nên là mình lấy cái tay mình rửa sạch thôi chứ. Thì đầu tiên nhất á là cái củ cải muối, thì mà mình lấy ra rồi á thì nó sẽ là như vậy, nó sẽ không có đóng muối, cho nên là mình có thể không có cần phải rửa. Thì bây giờ mình sẽ sắc, tiến hành mình sắc ra, nó rất là khô ráo này, khô ráo sắc ra. Thì mình sắc cái mỏng mỏng vừa ăn thôi, sắc ra bỏ vô dĩa đi, sắc ra bỏ vô dĩa cho nó dễ thấy. Sắc mình có quá mỏng, mà mỏng quá đó, thì nó sẽ mau thấm, nhưng mà có một cái là nó sẽ không có giòn. Nếu mà dày quá đó thì nó hơi lâu thấm một chút, dày quá đó thì nó càng cũng không ngon, có nghĩa là rất là lâu thấm. Cho nên là mình sắc đến độ khoảng cái chừng 5 ly thôi. Sự chế biến cái món ăn đơn giản thôi chứ cũng không có quá cầu kỳ. Thì cái củ cải muối này á, là mình muối theo cái cách mà rất là đặc biệt, cho nên là nó không có đóng muối bên ngoài, và đồng thời cái ở trong này nó đen, nó lên mật, nó đen tự nhiên, thành muối lâu năm lắm. Do cái độ mặn á, theo mình á, là nó cũng vừa phải, cho nên là mình không có cần phải xả nước. Còn nếu mà mình muốn nó ít mặn hơn á thì mình cái gì có thể xả nước, có thể ngâm nước. Thì mình nghĩ là cái xả nước thì sẽ nhanh thôi, ngâm thì cũng ngắn thôi. Tại vì nếu mà mình ngâm lâu quá đó thì cái thành phần dinh dưỡng ở trong cái miếng củ cải này nè nó sẽ đi ra ngoài hết. Còn đây nó đen là do cái mặt của nó, chứ không có mà mình ủ trên 2 năm, mình ghi là lưu niên là trên 1 năm. Cái củ cải này mình có thể để nhiều năm mà nó không hư, mà nó sẽ càng thơm ngon hơn.
chỉ làm cái chế biến số lượng ít thôi để cho nó đỡ mất thời gian của mọi người, thì mình làm một cái củ, một củ thôi. Thì tùy theo mình ăn nhiều á thì mình làm nhiều, mà mình ăn ít á thì mình làm ít, hoặc là mình làm trước mà mình để thì nó sẽ thấm, nó ăn sẽ ngon hơn. Rồi tức là mình sắc củ cải xong rồi á, bắt đầu bây giờ mình sắc chanh thôi, chanh hay là giấm, hay là ở đây mình có giấm chuối hay là giấm dầu giấm. Thì bên đây mình đang xài là chanh giấy, tại vì mình thích cái mùi của cái chanh, quả chanh giấy nó rất là thơm. Thì cái chanh này nó cũng giúp cho nó nói chung là cái chất cân bằng cái vị chua đó, thì nó giúp cho cái gì, cái canxi hấp thụ canxi rất là tốt. Thì mình dắt vô thì mình dắt vô theo cái độ chua mà mình mong muốn. Thì mình ở đây là mình dắt tới chừng 1/4 cái trái chanh này. Mình thấy là nó vừa cái nước chanh là nó vừa ướp, mình cho thêm miếng nữa đi, nửa trái đi. Cái nước chanh á là nó vừa ướp cái miếng củ cải mà mình xắt ra là được. Ướp nó ướp đều bên ngoài vậy thôi, không cần nhiều, tại vì cái củ cải của mình cái độ mặn nó rất là ít, nó không có quá mặn cho nên là nó cũng vừa thôi, chanh nó cũng vừa thôi, là nó cân bằng được cái vị chua. Rồi tiếp theo là mình xài ớt sừng này. Mình thích ăn ớt thì tùy, mỗi người có thích ăn nhiều hay ăn ít thì tùy. Ớt thì mình lấy hộp đó ra. Theo yêu cầu của nhiều người á, mình sẽ làm những cái clip ngắn ngắn về cái cách chế biến hay là sử dụng những cái sản phẩm bên mình để cho mọi người có thể hiểu được nhiều hơn và có thể góp ý được có những cái cách sử dụng nó tốt hơn. Vậy đây là mình sắc cái ớt hết, đây là cái ớt sừng, tại vì mình thì mình thích ăn ớt tươi hoặc là cái ớt mà làm tương ớt mà làm theo cái kiểu mộc thôi, không có cần cái pha chế gì nhiều. Tuy nhiên là nó cái đó là thói quen của mỗi người. Mà ví dụ là mà cho người ít ăn cay á, thì mình làm ít ớt, hay là mình làm cái giống ớt nó ít cay. Mình ăn cay cũng thuộc là nhiều cho nên là mình sẽ làm nhiều nhiều ớt. Rồi xong hết. Lúc này cái mùi nó thơm, nó thơm cái mùi củ cải muối rất là đặc trưng. Thứ hai là cái mùi nó, cái củ cải muối nó mạnh hơn cái là nhờ cái mùi của cái quả chanh. Nó hòa quyện với nhau rất là tốt, rất là tuyệt vời. Rồi thí dụ đây mình có thể thêm một miếng đường nếu mà mình muốn. Thì đây là mình xài cái đường thanh diệu là dạng bột á, để cho nó dễ hòa quyện với nhau hơn. Mình gắt cũng ít thôi. Tùy theo cái thói quen thì như vậy á, là ở trong đây á, là nó sẽ có những cái nó hòa quyện các cái hương vị với nhau. Thấy mình múc nhiều muỗng thôi, nhưng mà tại vì cái muỗng này nó nhỏ, mình múc mỗi lần cái chút xíu à, thì các cái trong cái chanh, trong cái sản phẩm món chế biến này á, thì gồm có gì,
cái chanh, củ cải, tức là cái mặn, cái mặn và cái ngọt của củ cải, rồi cái chanh, rồi cái ớt, cái cay của cái ớt, tức là cái mặn củ cải nè, cái cay của cái ớt nè, cái chua của cái chanh nè, và đồng thời cái ngọt của cái đường. Tức là mình sẽ được là gì, vị cay nè, vị mặn, vị chua, cay mặn chua ngọt. Đó là mình sẽ có bốn cái vị ở trong cái món này. Cái món này á, là mình ăn như thế nào thì thực sự rất là dễ. Mình ăn cái kẹp chung với rau sống cũng rất là ngon. Đơn giản thì mình thích ăn trực tiếp thôi, trực tiếp với cơm thôi. Thì đối với người ăn chay á, thì mình cũng không, mình không có thích ăn ớt thì thôi mình không để ớt cũng được. Thì có nhiều người người ta băm tỏi người ta bỏ vô cũng rất là tốt, hương vị rất là ngon. Thì trong vòng mấy phút thôi mình sẽ có được một cái món. Thì bây giờ nha, mình bỏ vô cái hũ này, bỏ vô hũ mình ăn dần thôi, với một cái nữa để cho nó thấm. Thì cái này là mình có thể để trong tủ mát á, thì mình để ăn được cái chừng 4-5 tháng nó cũng không có hư. Còn bên ngoài thì mình ăn cũng để bình thường thôi, nhưng mà mình cẩn thận khi mà mình dùng những cái dụng cụ mình lấy ra mình ăn á, thì nó phải gọi là sạch sẽ, với bản thân nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà thường ở đây nó có cái đường, cho nên á là cái khả năng nó lên men ở bên ngoài á nó cũng khá cao. Cho nên nó cái tốt nhất là mình trộn xong như vậy nè, mình để vô tủ mát, mình ăn dần trong vòng 1-2 tuần, 2-3 tuần để mình đỡ mất thời gian. Rồi xong thì mình làm tiếp, mà trong thời gian đó nó thấm càng ngon. Cái đặc điểm của cái củ cải muối bên mình á là nó không có mà mềm, không có mềm. Đấy, khi mình làm một cái củ như vậy à, một cái món chế biến rất là đơn giản, rất là bình dị, ai cũng có thể làm được. Mà ăn thì nó rất là có lợi cho sức khỏe. Và cái hương vị là gồm gì, vị mặn nè của cái củ cải muối, mà cái vị thơm rất là đặc trưng của cái củ cải muối, hay là cái vị chua của cái quả chanh giấy hay là giấm. Nếu mà muốn cái hương vị nó khác biệt nữa thì mình xài cái loại giấm thảo mộc đây. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái hương vị nữa, nhưng mà để mình làm đơn giản cho mọi người có thể làm bất cứ lúc nào ở nhà đó. Cái vị ngọt của cái đường thanh diệu, mình nhớ là xài cái đường bột để cho nó thấm cho lẹ. Rồi đơn giản vậy thôi. Vậy mặn nè, chua của quả chanh giấy, chanh giấy thơm quá trời thơm luôn, ngửi thơm. Rồi cay của cái ớt, mà khi cái ớt mình bỏ vô đây á là cái ớt nó sẽ giảm cay hơn so với cái ớt bình thường. Thì cái sản phẩm này mình có thể ngâm nước tương, thì mình sẽ làm một cái clip khác để chế biến cho nước bằng nước tương, tuyệt vời lắm. Đó, thì một cái củ như vậy á, là mình ăn chắc cũng cả được 3-4 ngày. Chỉ đơn giản vậy thôi. Này, giờ để quên nó chết, phải ăn thử xem. Mặc dù nó chưa có thấm nhưng mà nó có cái vị rồi. Theo mình á, thấy nó còn hơi thiếu cái vị ngọt chút xíu. Mình thích ăn cái vị nó ngọt ngọt chút xíu, cho thêm xíu dầu. Đây
để vô đây chọn cũng được, tại vì cái kết cục đó là nó sẽ hòa quyện với nhau hết, khi mà cái đường nó chảy ra đó, nó tan ra đó, nó hòa quyện vô. Cái củ cải trắng thì nó được ví như là gọi là nhân sâm trắng, nhưng mà biết chế biến đúng cách. Mà đây là một cái sản phẩm mà mình thấy là cái muối theo cái cách mà gọi là truyền thống, mà đặc biệt bên mình ấy, thì mình thấy là nó đúng là nó rất là có lợi cho sức khỏe, là vậy thôi, thì mới ra sản phẩm vậy thôi. Để nó lại thì để 2-3 ngày bắt đầu nó thấm vô là bắt đầu mình ăn được rồi. Trong vòng 5 phút thôi sẽ có một cái sản phẩm đây, cái củ cải muối. Đây là cái củ cải muối, đây có thông tin đầy đủ. Đây là nó đây, hình hài của nó đây. Này có cái củ cải của mình đây. Nó không có bị mà đóng muối, nó không bị đóng muối mà mình làm nó cái đây nè, nó rất là kỳ công này đó, nó mềm mềm này. Ở trong của nó là mật không ạ, khi mình cắt ra nó có mật ở trong. Rồi, vậy xin chào mọi người nhé.